Kính chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đến với tiểu mục đối thoại tuyển sinh và đào tạo của chương trình Vững bước tương lai. Kính thưa quý vị, sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì lĩnh vực nhà hàng ẩm thực đã vực dậy một cách vô cùng mạnh mẽ. Theo một ứng dụng đặt món qua mạng thì mỗi tháng có hàng ngàn nhà hàng và cửa hàng ẩm thực mới được đăng ký. Điều này cho thấy lĩnh vực nhà hàng ẩm thực chưa bao giờ hết hot. Và một trong những đơn vị đào tạo của lĩnh vực này ngày hôm nay đã xuất hiện ở đây. Xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời của chúng ta. Đầu tiên là tiến sĩ Lê Minh Thành, trưởng khoa du lịch trường Đại học Văn Lang. Xin chào thầy ạ. Đấy, xin chào MC. Xin chào tất cả quý phụ huynh cũng như các bạn học sinh. Và vị khách mời thứ hai xin được hân hoan chào đón tiến sĩ Trịnh Thị Thúy, phó trưởng bộ môn nhà hàng trường Đại học Văn Lang. Xin chào cô. Dạ, xin chào MC. Xin chào quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đang theo dõi chương trình. Lần đầu tiên xin được cảm ơn thầy và cô đã dành thời gian đến đây. Và câu hỏi đầu tiên em xin phép hỏi thầy Thành. Trong 2 năm vừa qua dịch Covid-19 đó, thì ngành du lịch có thể nói là đóng băng và dậm chân tại chỗ. Và người ta cứ mong chờ một ngày ngành du lịch sẽ khởi sắc trở lại. Vậy thì bây giờ đã khởi sắc hay chưa? Đối với cái câu hỏi này thì đó là thực trạng hiện nay của ngành du lịch nói chung và ngành nhà hàng khách sạn nói riêng. Thì thông thường ấy, khi mà chúng tôi tiếp cận đến cái vấn đề này thì chúng tôi tiếp cận đến hai cái góc độ. Thứ nhất là về phía doanh nghiệp. Thì hiện nay thì các cái doanh nghiệp thì người ta cũng đang rất là cố gắng để chuẩn bị cho cái quá trình hồi phục, chuẩn bị về đội ngũ nhân sự, các cái năng lực mới để thích nghi, quay trở lại một cách mạnh mẽ hơn sau khi mà đại dịch đã được kiểm soát. Về phía nhà trường thì chúng tôi cũng học hỏi được rất nhiều các cái bài học thực tế từ các doanh nghiệp. Và trong cái thời gian dịch đó thì chúng tôi cũng có rất nhiều các cái sự chuẩn bị, có rất nhiều những cái kết nối và cập nhật rất nhiều những cái phương thức mới, cái năng lực mới. Khi mà cái ngành du lịch quay trở lại đấy thì chúng tôi sẽ đảm bảo rằng là các cái năng lực của sinh viên cũng như là cái năng lực của ngành nói chung nó sẽ thích ứng được. Và tôi tin rằng là với những cái thay đổi cập nhật của ngành cũng như là cái những cái khởi sắc thì chắc chắn là trong thời gian tới thì các em sẽ đón nhận được rất nhiều những cái tin vui. Xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy. Như vậy có thể thấy là ngành du lịch nội địa nói riêng và ngành du lịch nói chung đang khởi sắc, đúng không thầy? Ở đây sẵn có cô tiến sĩ Trịnh Thị Thúy là phó trưởng bộ môn nhà hàng khách sạn. Cô có thể chia sẻ một chút xíu về thực trạng ngành nhà hàng khách sạn ngày nay được không ạ? Nói về thực trạng ngành nhà hàng khách sạn hiện nay, chúng ta phải nói về hai khía cạnh. Thứ nhất là khía cạnh của bên ngoài doanh nghiệp. Nghĩa lực thứ hai mình nói về khía cạnh về đào tạo, những cái nơi mà đào tạo các bạn học sinh, bạn sinh viên ra làm trong nghề. Thì thứ nhất mình nói về bên doanh nghiệp, thì doanh nghiệp họ đang chuẩn bị để mà khi mà ngành du lịch quay về phục hồi khởi sắc lên thì sẽ có đủ nhân sự để mà họ có thể đón đầu được. Ai là người cung cấp nhân sự cho doanh nghiệp thì đó là những nơi mà đào tạo như là chúng mình ở đây. Mình có tất cả các 5 chuyên ngành và số lượng những bạn sinh viên lựa chọn ngành nhà hàng khách sạn luôn luôn là chiếm ưu thế. Điều đó thấy rõ rằng là cái sự quan tâm của các bạn sinh viên dành cho ngành nhà hàng khách sạn rất là mạnh và sẵn sàng có thể đáp ứng được một lực lượng nhân sự đông đảo khi mà ngành du lịch phục hồi lại. Đối với nhiều học trò của Thái Dương á, thì Thái Dương được biết là các bạn ấy có rất là nhiều nguyện vọng để đi du học hay là đi liên kết quốc tế vân vân. Thì không biết là cơ hội để mà trải nghiệm các cái chương trình quốc tế ở ngành nhà hàng khách sạn của trường Văn Lang như thế nào cô ạ? Đó là một điểm mình rất là tự hào về chương trình đào tạo của khoa du lịch trường Đại học Văn Lang. Hiện nay chúng mình có khá là nhiều chương trình liên kết quốc tế và những cái trải nghiệm quốc tế. Mình có hai cái hướng, thứ nhất là hướng về trải nghiệm ngắn hạn. Nhưng mình có những cái khóa ngắn hạn để các bạn có thể trải nghiệm ở trong môi trường quốc tế. Hiện nay khoa mình đang liên kết với một trường đại học bên Hàn Quốc để đưa các bạn trải nghiệm ngắn hạn từ 1 tới 3 tháng ở bên Hàn Quốc. Thì Hàn Quốc đó là một nơi rất là gần gũi và cái văn hóa của Hàn Quốc nó cũng không có quá chênh lệch so với những người Á Đông của mình. Bên mình đang có liên kết một trường bên Pháp để đưa các bạn đi một khóa ngắn hạn 3 tháng để trải nghiệm Pháp và các nước khác trong châu Âu. Thì bạn biết rằng là Paris luôn luôn là một trong những nơi mà thu hút du khách nhiều nhất trên thế giới. Ngoài ra thì hiện nay tiếng Anh đã là một ngôn ngữ hầu như là các bạn đều phải có rồi. Do đó bạn sẽ cần thêm một ngôn ngữ thứ hai. Vậy thì tại sao không phải là ngôn ngữ tiếng Pháp, một trong những ngôn ngữ lớn và nó rất là lãng mạn như vậy? Và những cái trường mình đang là đối tác cũng là một cái trường có chất lượng tầm quốc tế. Còn một nữa là chi phí ở Pháp nó cũng khá là rẻ, nên là có nhiều bạn sinh viên có thể tiếp cận được với môi trường học tập ở Pháp hơn. Chương trình thứ hai là những chương trình gọi là dài hạn hơn, là các bạn sẽ học những cái chương trình liên kết quốc tế giữa bên trường đại học Văn Lang và những trường đại học
quốc tế và đạt được kiểm định chất lượng. Do đó rằng là có rất là nhiều cơ hội rộng mở cho các bạn. Vâng, xin cảm ơn cô. Và tiếp tục câu chuyện đào tạo, nói về đào tạo không thể tách rời khỏi cơ sở vật chất. Và nhân đây có thầy Thành, em xin phép hỏi thầy về cơ sở vật chất của trường Đại học Văn Lang, của khoa du lịch và trong đó có ngành nhà hàng khách sạn, thầy có thể chia sẻ cho quý vị khán giả xem đài được biết không? Thực ra là cái chủ đề cơ sở vật chất là cái mà nhà trường cũng như là đội ngũ giảng viên và sinh viên thì vô cùng tự hào. Cái câu chuyện mà cô Thúy vừa chia sẻ thì nó cũng rất là quan trọng. Khi mà chúng tôi chọn những cái trường đối sánh ở châu Âu hoặc là một số các cái nước mà người ta đã phát triển cái ngành du lịch này rồi đó, thì theo đó là chúng tôi cũng sẽ đối sánh tất cả những cái phương diện khác về cơ sở vật chất cũng tương đương như là các cái trường đó. Hầu hết các thầy cô dạy ở trong khoa đấy thì đều tốt nghiệp ở các cái trường và ở tại các cái điểm đến du lịch nổi tiếng nhất ở trên thế giới, ví dụ như Pháp hoặc là Thụy Sĩ. Đó, thì quay trở lại cái câu hỏi liên quan đến cơ sở vật chất đấy, thì chúng tôi cũng có rất nhiều cái điều tự hào. Cái điều thứ nhất đấy, đó là khoa du lịch là một khoa được nhà trường cũng như là tập đoàn rất là quan tâm. Thì như là chủ tịch tập đoàn hoặc các thầy cô lãnh đạo đấy thì cũng đều có những cái chuỗi kinh doanh liên quan đến ngành, các thầy rất hiểu về ngành. Chúng tôi sẽ đưa vào các cái mô hình đào tạo cho cái ngành nhà hàng mà hiện nay ấy, nó đang là theo cái xu hướng chủ đạo. Cái thứ nhất đấy là chúng tôi sẽ đi theo cái hướng là đam mê như cô Thúy nói đấy, là về chuyên gia. Chuyên gia thì nó sẽ có chuyên gia về lĩnh vực đồ uống, chuyên gia về lĩnh vực cà phê, ví dụ như là sẽ làm sommelier hoặc là làm liên quan đến về thử nếm cà phê, là lĩnh vực rất rất mới ở Việt Nam thì cũng đang có cái kế hoạch để xây dựng cái cơ sở vật chất để nó phục vụ cho cái mô hình đào tạo đó. Ví dụ như là cái học viện cà phê là cũng đang dần hình thành. Thì đó là một hướng. Cái hướng thứ hai đấy là chúng tôi sẽ phát triển các em để đi lên theo cái hướng là phát triển nghề nghiệp. Hiện nay là trong cái ngành du lịch, ngành khách sạn nhà hàng nói chung đấy, thì cái hướng mà đi lên từ cái lĩnh vực F&B nhà hàng đấy thì nó cũng là một cái hướng chủ đạo để các em có thể lên được ở các cái vị trí là tổng quản lý của một cái khách sạn 5 sao, trong đó nó có những cái nhà hàng với nhiều phong cách khác nhau. Thì đó là một cái hướng chủ đạo, bên cạnh cái hướng là các bạn đi lên từ tài chính hoặc các bạn đi lên từ cái vận hành, thì cái hướng mà FB nó cũng là một cái hướng để các bạn có thể lên đỉnh của cái sự nghiệp của mình luôn. Cái hướng thứ ba đó, nó sẽ liên quan về việc là các cái concept khởi nghiệp, các cái mô hình vận hành khởi nghiệp. Nhà trường cũng có rất nhiều các cái không gian để các bạn có thể thử nghiệm các cái ý tưởng của mình, đặc biệt là lĩnh vực liên quan đến về dịch vụ FB, dịch vụ đồ uống ấy, nó là một cái mảng rất lớn. Và ngay trong cái khuôn viên của nhà trường với 20-30 ngàn sinh viên ở mỗi một cái thời điểm á, thì nó đã là một cái đối tượng khách hàng vô cùng tiềm năng để các em có thể trải nghiệm. Thì chúng tôi cũng có cái kết nối với doanh nghiệp cũng rất là chặt chẽ. Tại trường đào tạo chúng ta không thể tách rời khỏi cơ hội thực tập. Ở đây thì có thầy Minh Thành, thầy có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết các doanh nghiệp mà trường Văn Lang đang hợp tác được không? Trong chương trình đào tạo của chúng tôi thì nó có hai phần. Thứ nhất là cái phần thực hành, tức là các em sẽ được học cái nghiệp vụ với sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên. Thì cái phần thực hành đó thì thông thường các em sẽ học ở trường. Tuy nhiên để đảm bảo cho cái việc thực hành thành thạo cũng như là các em có thể là thao tác trong một cái môi trường thực tế có sự tham gia của khách hàng thì chúng tôi đưa các em sinh viên đến doanh nghiệp để mà thực tập khoảng 3 đến 4 tháng. Thì chúng tôi sẽ gửi các em đi gần như là tất cả các cái điểm đến du lịch của Việt Nam. Trước đó thì chúng tôi cũng mong muốn là phát huy cái tính chủ động của các em sinh viên, thì các em có thể sẽ được đào tạo trước các cái kỹ năng liên quan việc là các em nộp hồ sơ rồi các em sẽ phỏng vấn với trực tiếp với doanh nghiệp, và những em nào mà mong cái sự hỗ trợ hoặc là có thể kết nối thì chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối tiếp. Thì hiện nay là cái điểm mà các em quan tâm đó là Phú Quốc, nơi mà có rất nhiều những cái nhà hàng khách sạn mới đẳng cấp thế giới như là Marriott, Accor. Trong cái đợt vừa rồi thì rất nhiều em có đi thực tập ở đó. Ngoài ra thì ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có rất nhiều các cái điểm để các em có thể thực tập được, hệ thống các cái nhà hàng độc lập Capella Group hoặc là các cái nhà hàng mà nằm trong các cái tổ hợp khách sạn. Bên cạnh đó thì các em có thể đến Nha Trang, Đà Nẵng, Côn Đảo. Thì trước khi mà các em đi thực tập thì chúng tôi cũng sẽ mời doanh nghiệp đến để giới thiệu về văn hóa doanh nghiệp cho các em, hoặc trước đó thì chúng tôi cũng mời các anh chị trong đội ngũ quản lý đến để đào tạo những cái năng lực cần thiết. Và cũng có nhiều các em cũng được nhận lại làm việc trong cái quá trình thực tập đấy luôn. Chúng tôi cũng có được cái danh sách khoảng trên 100 các cái giám đốc nhân sự ở Việt Nam.
Và khi mà có các cái nhu cầu liên quan tuyển dụng hoặc khi là có nhu cầu liên quan đến việc mời khách mời ấy, thì chúng tôi có thể dễ dàng tìm kiếm được với nhau. Trường mà có cái bề dày đào tạo lâu năm, trên dưới 30 năm như trường Đại học Văn Lang đấy, thì các bạn còn có một cái đội ngũ nữa. Các anh chị là cựu sinh viên hiện nay đang giữ các cái vị trí tương đối là quan trọng ở trong các doanh nghiệp, đặc biệt là trong cái doanh nghiệp về liên quan đến nhà hàng khách sạn. Nó là một cái lĩnh vực mà đa ngành, cho nên là khi mà các em vào sẽ nhận được cái sự hỗ trợ cũng như là có cái sự đồng hành. Và đó là những cái hành trang mà tôi nghĩ rất là quan trọng để các bạn có thể tự tin, các bạn có thể dấn thân, thể hiện đam mê cũng như là các bạn tiếp tục tích lũy, đúng không? Và phát huy cái năng lực của mình. Và chúng tôi rất là vui mừng khi mà được chào đón các bạn quay trở lại trong các cái vai trò khác, vai trò diễn giả, những người truyền cảm hứng, cũng như là những cái người mà có thể giúp chúng tôi tiếp tục để xây dựng cái mô hình đào tạo này một cách nó hoàn hảo. Câu hỏi cuối cùng liên quan đến cái khái niệm trải nghiệm, thì chúng ta đã có trải nghiệm về cơ sở vật chất, rồi trải nghiệm ở các doanh nghiệp. Ngoài ra còn có những trải nghiệm nào khác ở trong trường không cô? Chẳng hạn những cuộc thi hay là những cái phong trào khởi nghiệp chẳng hạn. Nói về cuộc thi thì khoa du lịch là một trong những khoa mà có nhiều những hoạt động và những cuộc thi nhất ở trong trường Văn Lang. Đầu tiên mình nói trước về chương trình đào tạo của mình đi. Mình có một cái gọi là một cái mô phỏng doanh nghiệp. Trong cái hoạt động này, các bạn sinh viên sẽ phải tự mình lên cái concept ban đầu. Bạn muốn doanh nghiệp nhà hàng nào, khách sạn nào. Sau đó bạn sẽ phải đi vay vốn, gọi vốn. Rồi bạn sẽ vận hành cái nhà hàng đó và bạn decor, bạn làm cái website, bạn làm logo, bạn đặt tên. Tất cả những thứ đều là mang cái nghĩa thực tế. Sau đó bạn sẽ phải lập ra những cái sản phẩm để bạn gọi là kêu gọi những sinh viên là những cái bạn khách hàng để tới để mà mua cái những sản phẩm mà các bạn sinh viên đó bán ra. Nhóm nào mà được khách hàng, tức là những bạn sinh viên khác yêu quý hơn, mua nhiều hơn thì các bạn đó là giành được gọi là chiến thắng. Đó là một cuộc thi. Ngoài ra mình còn có những cuộc thi về về học thuật, ví dụ như là cũng cuộc thi liên quan tới phát triển bền vững, các bạn làm sao để mà hạn chế cái phần rác thải ở trong nhà hàng. Ngoài ra mình còn có những cuộc thi ví dụ như là cuộc thi về Mr. and Miss trong trường Văn Lang, rồi những cuộc thi liên quan tới nhảy hoặc là múa cho những bạn yêu thích những hoạt động nghệ thuật đó, rồi những hoạt động ví dụ như là Việt Nam Du Ký dẫn các bạn đi tới những cái vùng miền ở Việt Nam. Còn rất là nhiều cuộc thi khác mà bạn vô trường các bạn sẽ được trải nghiệm nhiều hơn. Để mà gọi là có một lời khuyên cho các bạn thí sinh đang có nguyện vọng vào trường Văn Lang và ngành, đặc biệt là ngành nhà hàng, khách sạn, thì thầy Thành có thể chia sẻ với quý vị khán giả được không ạ? Thì đa phần là những bạn mà chọn cái ngành này là những bạn rất là yêu thích cái ngành nhà hàng. Nó có nhiều lý do lắm, có nhiều cái góc nhìn. Có những cái bạn vì đam mê cái ngành đó, rồi có những cái bạn vì ưa thích là được trải nghiệm về ẩm thực, đồ uống, các cái concept mới. Rồi thì có những cái bạn thì là muốn là có một cái mục đích rõ ràng luôn, được phát triển trong cái ngành này. Chúng tôi cũng rất là mong muốn chào đón các bạn để mà có thể là sẽ đồng hành trong cái quá trình mà các bạn sẽ phát triển cái việc học của mình, cũng như là sau này các bạn có thể chọn được những cái định hướng ngành nghề cụ thể để các bạn có thể phát triển đi lên hơn nữa. Các bạn sẽ thấy là cái cơ hội của mình được đi làm thực tế là như thế nào dưới một cái góc nhìn chuyên nghiệp đấy. Tiếp theo đó là cái quá trình đào tạo phát triển và các cái cơ hội để mà trải nghiệm trong nước và ngoài nước, cũng như là mở rộng ra cái các cái lĩnh vực khác mà các bạn có thể sử dụng cái kiến thức của mình được. Một lần nữa xin được cảm ơn thầy Thành và cô Thúy đã dành thời gian đến đây chia sẻ rất là nhiều thông tin hữu ích cho quý vị khán giả xem đài. Kính chúc các thầy cô thật là nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống.